Xin chào anh em, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với cửa hàng Apple Audio Hải Dương. Lên sóng ngay cho anh em mẫu đẩy đang rất là hot trong khoảng thời gian vừa qua. Đó chính là dòng đẩy STC ST900. Đây là một trong những model đẩy mới của nhà hàng STC. Với 900W một kênh, chúng ta có thể chơi được với rất nhiều những cặp loa có hát gia đình, một trong những mẫu đẩy công suất lớn. Đấy, với chất âm hay, sáng sạch, chạy dòng LGK, dòng sò rất là đắt tiền. Và ngày hôm nay thì theo yêu cầu của anh khách hàng, anh cùng làm video về phần nội thất bên trong của dòng đẩy ATC ST900 này. Với dòng này thì công suất nó sẽ dao động trong khoảng từ 900 đến 1000W thôi các bạn. Thì vì thường thường thì anh em sẽ trừ đi bớt đi thì là sẽ để khoảng 900W. Nếu như mà anh em mà chơi thì có thể đánh được với rất nhiều cặp loa, hai đôi mắc 30, tức là bốn quả loa 30. Và anh em thể đánh thoải mái một đôi loa 40 cùng 100, một chất âm rất là khỏe và rất là lực tiếng. Đây là thiết kế giao diện của đẩy ATC ST900. Trước khi đi vào phần nội thất thì em sẽ cùng anh em điểm qua một vài các nét cơ bản và kích thước thiết kế của dòng đẩy ATC ST900 này nhé. Với quai sách của mặt trước, cái phần này nó sẽ dày dặn hơn cho phẩu phiên bản thông thường các bạn. Và vì nó rất cứng cáp, chúng ta sử dụng cái mẫu đẩy như này nó mang lại cho anh em sự hiện đại và chuyên nghiệp. Và hầu hết ở thời điểm tại thì em thấy là rất nhiều bác đang bắt đầu là bán âm ly đi rồi, là mua đẩy rồi. Bởi vì đẩy công suất thì nó ra loa nó sẽ tiếng nó sẽ khỏe hơn, nó chắc tiếng loa, thực sự là nó chơi bền khi chúng ta chơi để công suất. Và những anh em mà đã từng chơi âm ly mà chúng ta chơi khoảng thời gian thì các bác sẽ biết là cái âm thanh của âm ly nó rất là tối tiếng, thật sự là chúng ta đánh loa nó không phát huy được công suất tối đa trên cặp loa. Và chắc chắn là chúng ta phải mua được một con âm ly với cái công suất thật là khỏe, với chất âm thật tốt mà giá thành rất là cao rồi. Và thời điểm tại anh em đi mua đẩy công suất 900W, 1000W thì cái này giá trên 4 triệu đồng, chắc chắn anh em nên cân nhắc. Và đây là thiết kế mặt trước nha các bác, hai phím chiết áp này, lỗ thông hơi này, quai sách này. Đây, em quay một bài thiết kế phía mặt sau cho anh em xem. Đấy, dòng này thì sẽ sử dụng các cái chế độ đánh đầy đủ của chế độ Steel Panel Bright, các cái đường cổng giắc cắm để anh em cắm loa lưu trích truyền thống. Đấy, công tắc nguồn ra sử dụng mặt trước, dây giắc cắm nguồn này sử dụng dây giắc cắm nguồn rời nhé các bác, có đi kèm trong hộp hết sẵn rồi. Anh em mình nhận hàng về cứ thế ghép lối các thiết bị đơn giản như là vang này, lọc này, lâm tiếng này, ghép lối các cổng Alovina phía sau là ghép lối các thiết bị và trải nghiệm rồi. Ok. Đấy, và ngay bây giờ thì em sẽ cùng anh em tham khảo về phần nội thất bên trong. Rất nhiều anh em đang quan tâm đến phần nội thất của cái em đẩy công suất này. Như là đây, các bác nhìn của em về phần thiết kế nội thất bên trong đến từ mẫu đẩy ATC phiên bản ST900 nha các bác nhìn của em. Về thiết kế đầu tiên đập vào mắt sẽ là cái phần nguồn xuyến đồng. Các bác nhìn của em này, cái phần này thì nó sẽ có tem bên trên nhé các bác. Em bóc lên một chút của anh em nhìn của em. Nguồn xuyến đồng đấy, các bác nhìn em thấy đường kính rất là lớn. Với nguồn xuyến đồng như thế này thì chắc chắn rồi, những mẫu đẩy sử dụng nguồn xuyến và sử dụng sò ấy, đánh rất là bền lâu. Và dòng này thì sử dụng là 40 sò đấy các bác, 40 sò. Sò của em này sẽ là dòng sò LGVK, các bác biết là cái dòng sò LG xuất hiện trên hầu hết những cái đầu mẫu đẩy 4 kênh của nhà ETC. Đợt này thì với cái phiên bản mới nhất của nhà hãng này thì họ đã làm thêm phiên bản 2 kênh với sò LG rồi. Và sò LG các bác biết là âm thanh nó rất là sáng, rất là sạch, là một trong phiên bản sò đắt. Anh em mình đi mua sò này thị trường thôi vài trăm nghìn rồi đấy các bác nhìn cho em. Và dòng này thì sẽ sử dụng mà tụ của đây các bác nhìn này, cái chỉ số của nó rất là cao, 10.000 đấy các bác nhé. Đấy, và nhìn của em xem, chúng ta sẽ sử dụng là tám tụ lớn. Ngoài ra các bác em nhìn đường điện đi đều đẹp, quạt gió lạng mát đấy, dơ le có đầy đủ cả. Đấy, khi chúng ta chơi những cái mẫu đẩy như thế này thì các bác nhìn em nội thất bên trong thì các anh em sẽ cảm thấy rất hài lòng. Một con đẩy 2 kênh với công suất từ 900 đến 1000W, sử dụng nguồn xuyến 40 sò, sò LGVK, 8 tụ lớn đấy, và chip tụ đầy đủ cho anh em, dơ le cũng đắt đầy đủ hết các bác nhé. Nên anh em mình chơi những cái mẫu đẩy này thì nó rất là yên tâm đấy, mang lại cho anh em một chất lượng của pháo hoa gia đình chuyên nghiệp với chất âm của những mẫu đẩy công suất. Và ngày hôm nay thì em cũng đã cùng các anh em tham khảo phần nội thất bên trong, rất nhiều bác đang tìm hiểu cái dòng này. Với phần nội thất thì em cũng đã mở nội thất rồi, anh em có thể chụp lại ngay màn hình đấy, để sau này khi các anh em cần mua một con đẩy công suất và chúng ta có thể tham khảo ngay phần nội thất để so sánh với những mẫu đẩy trên trường nhé. Ok, còn bây giờ thì em sẽ cùng các bác lắp tai nghe và trải nghiệm chút chất âm của dòng đẩy STC ST900 với giá khuyến mại chưa đến 4 triệu đồng tại cửa hàng Apple Audio nhé.
XT900 các bác đã được nghe và trải nghiệm âm thanh thực tế của phiên bản này. Ở đây thì em đánh với cặp loa 30 của RCF nhé, các bác em nghe thực âm thanh không ạ? Rất chắc tiếng, quảng lực với dòng sò đầu di âm thanh ra rất là sáng sạch. Với một chế độ âm thanh nhạc chuyên nghiệp như này chắc chắn sẽ mang lại cho em sự hài lòng cho việc chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình. Và ngày hôm nay thì bên Tùng Audio đã mở nội thất và cùng anh em kiểm tra phần nội thất bên trong quá là chất lượng đến từ dòng gậy EDC ET900. Đây là một trong những model đẩy rất là chất lượng và mới nhất của EDC. Anh em đang có nhu cầu mua hàng các bác liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương đang xả với mức giá chưa đến 4 triệu đồng còn đẩy công suất chính hãng của hãng ETC nhé. Xin chào các bác.